miền bản kéo mưa to trên ham con sẽ sang tài nguyên bôi trường với chế tiểu tu họ dạng xanh lớp xỉ xeo phù tháo dưa chế nhán trang quý có cấp có ngành mải liên quan xui khen cho lũng công sĩ chuẩn phiến chuẩn giáo tài pháp luận nhê tổ lời bố trang tài nguyên khoáng sản môi trường công sĩ chuẩn phiến dạng xanh chỉ tháo có năm cơ sở tu bắt liền miền bàn kéo doanh nghiệp tổng rồi choảng cháu lũng quế lại cha thêm cháu lũng công sĩ cút lợi quốc gia tài nguyên môi trường bong quận bịa cháu lũng chính sách pháp luận tài nguyên môi trường xiên can pháp luận nhê tổ lời nhà năm doanh nghiệp dấu vận liệu chế liệm công ty cổ phần đầu tư phát triển Phương Đông trang sĩ hát trực tiếp dấu lập tế diêm hùng an sĩ và quang quyền công trang môi trường mắt dấu ô nhiễm tháo môi trường giả tụ doanh nghiệp treo phu tỏ tàu căn đơn vị công sĩ trang tài môi trường mắt dấu lập tế buôn bung xuất cả nhiều hạ tụ doanh nghiệp lắc sĩ treo phu tỏ số tàu y cao công suất giả hạ nhẹ dấu tốt tháo tiệp xin xích khổ nhề lập tế vậy hai lại có nhung cha sĩ lồng mò lập tế giả trụ chẳng hoa dấu mang ghé xem tu mãi mãi buông xuất cái nhà cháu chỉ vậy lại đơn vị giả xe bền on trà sĩ tại phúc vườn mất bùn lập về bướn buông xuất cái nhà dấu phú trang lũng lao tống nhề trả lệ dầu trang hang đảm bảo trang lũng môi trường dầm dầu thống trang quý con sĩ trang phúc môi trường xử lý cái này trang cái này phó vươm lại khốp xuất dầm peo mãi nhơi hà tu có cơ quan chức năng dầm quyền dầu trang hang dầm xanh tháo kiểm tra xử lý hành chính tại môi trường siêu tiếp tài xanh kiểu ngành tài nguyên môi trường dê kết luận tụ doanh nghiệp khắc phục liều dấu đảm bảo an toàn nhằm ham sang môi trường tại công dấu công nghiệp với tiểu lát sĩ quan dấu liều phát triển doanh nghiệp vân công ty cổ phần đầu tư phát triển Phương Đông và mỏ đá tiến hành công ty cổ phần đầu tư phát triển Phương Đông nhà dấu lũng công sĩ đảm bảo an toàn buôn lò tống sang lũng môi trường ơi can quốc trà nhề các đồng quê tỉnh theo quy định của nhà nước đúng theo quy trình. Ủy ban nhân xã Hồng An cũng như là phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện cũng như là Ủy ban miền mạn Hùng An xía kêu các cơ quan ban ngành giám nhu quyền điều tráng hang giám xanh. Giáo lũng công sĩ kiểm tra định kỳ căn quy tình, điều tráng hang kiểm tra tháo công sĩ tác hại dấu chiến thang thảo môi trường. Giảm dìa tú bắc cùn cái này bươn bùng xuất cái nhà. Công sĩ quân mình và xe đảm bảo ơi căn quy tình. Hạ tốt phòng kinh tế hạ tầng kêu sở công thương cấp phép cùn khai thác. Phòng kinh tế hạ tầng và cái sở công thương chấp thuận cấp phép cho khai thác và khoan nổ mìn theo quy định. Diều can tiêu chí đảm bảo an toàn số công, bút trang lũng công nhân dê trả lệ, nhua chạm hãng quía, nà vi tiểu công tu peo máy dấu dày buôn hải hà, dâm cụm công nghiệp Nam Quang và Quang Nguyễn Lất Sĩ Treo Phu, y cao công sĩ đầu tư, xử lý tài môi trường dâm peo máy nhây, xí lầu đảm bảo tu chỉ số tài môi trường, điều kiện dấu xỉ pun có dấu tỏi dâm phía máy hà đầu tư công nghệ xử lý tài vươm là khóp cái máy pun cái này buôn buông xuất cái nhìa dấu diên trang thảo môi trường với lại công sĩ dấu ô nhiễm tháo môi trường dâm phía máy nhê nhà xe giảm dìa môi trường dấu công dụ an toàn tạo điều kiện pun công nhân kỹ sư pu trang lũng cọ miền dê trả lệ. Nhà máy giấy Hải Hà thì luôn tuân thủ theo mọi yếu tố về peo máy dấu chơi Hải Hà giá trị lầu ơi can có tiểu tổ lời dấu trang lũng môi trường hang vệ sinh an toàn dấu công đảm bảo mắt dấu diên trang thảo môi trường quay kiểu dấu công dâm nay dụ dấu diện ơi can chính quyền tây phung dê sĩ quân lời sắp xếp cũng như là sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chính quyền và địa phương. Diều can Bắc Quang Viện dê báo cáo, vốn thi cao bắt liền quyền mài nhi chấm năm doanh nghiệp hợp tác xã, dấu công nghiệp cứu tiểu thủ công nghiệp. Vì cả có năm dự án dâm nay giả thông tu xanh phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường, bong phần phía thành phun các khu công nghiệp, mai cáo pháp lý, dầu tráng hăng vận hành dấu lũng can có quy trình đảm bảo trang môi trường. Có khu công nghiệp, cụm công nghiệp Nam Quang, dâm dừa bắt liền quyền giả dấu tham nhũng công tràng, với lại mài tham vươm là khốp bổng xuất. Chính vậy hay lại có ngành chức năng giam quyền và cha phu tỏ tàu tháo kiểm tra giám sát đánh giá tác động tháo môi trường hiểu có năm doanh nghiệp hợp tác xã chủ dấu lũng công đảm bảo trang lũng môi trường dấu sới có nhùng cha tóng xử lý vươm lại hốp kêu có nhùng cái này ra cái này phó can pháp luật như quy tình. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đây là việc làm thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quay cứu tài nguyên môi trường dạng nhà tàu và tham mưu quân ủy ban miền bản quyền khoi quy kế hoạch kiểm tra tại công sĩ quân lấy quốc gia giam ủy ban miền bản có xỉa nhời tại lĩnh vực đào thâu môi trường kiểu khoáng sản
Chiều giờ lại phòng thành viên môi trường và liệm kia có quyết định mình kiểm tra. Vì cả có nông phép máy, mài liên quan tháo công sĩ quốc lợi quốc gia tại lĩnh vực đào thâu tài nguyên môi trường chủ khoáng sản. Giờ năm doanh nghiệp dấu gạch cháy liệm, công ty cổ phần gạch Viên Châu Dâm Tân Bắc Xí Quang Bình Quyền và xì lầu treo phu tháo công tác môi trường. Xử lý cái này cha cái này phó kiểu cái này buôn bùng. Phép máy dấu gạch công suất nhận hãng xe dấu tú diệp chiều nông gạch, dấu can công nghệ Đài Loan, lái máy dạng máy móc công nghệ hiện đại, giảm dìa tú mất dấu ô nhiễm tháo môi trường, bố trang tú là tổng dư trả lệ. Can quyền giam doanh nghiệp công, chuẩn bị phun công xử lý cái này cha cái này phó kiểu gươm lọc hốp, đảm bảo có chỉ số tại môi trường, hạ tú ngành chuyên môn cấp. Phong thánh phun doanh nghiệp như công giả dầu tú cào biển cào khơi mai diên nhang thảo môi trường. Với nhiệm vụ ngoài cái công tác sản xuất kinh doanh ra thì chúng tôi cũng luôn đặt cái nhiệm vụ an toàn vệ sinh sản xuất công sĩ kinh doanh về như bữa giờ anh mà tháo dầu lúng công sĩ sang môi trường thì giết vết xe trụ ơi lúng căn nội quy an toàn cho công thì nhảy vết trụ dấu sang lúng môi trường liệu đảm bảo phun môi trường sản xuất kinh doanh tốt lúng thì giết an toàn diêm khu công nghiệp như là cái môi trường chung cho toàn khu cụm công nghiệp. Tiến hành là đối với cấp ủy chính quyền địa phương thì đã xác định là môi trường là vấn đề cấp thiết quan trọng. Bất kiểu cấp ủy chính quyền tây bung sang môi trường với địa tiểu chấm trụ dấu lúng tây nhất với lại nay giả xe tu cấp ủy chính quyền tây bung tỏ dấu tàu liệu bút trang lúng môi trường bùn biển màn dấu nhãn dấu hốt vàng phát triển kinh tế ổn định. Có nhùng sâu ký, ơi cháu lúng can quốc gia những con ông quê tỉnh, bút trang lúng môi trường, tại công sĩ sản xuất công nghiệp, kéo khai thác khoáng sản, xì lầu tú con ông doanh nghiệp tỏ dấu tàu. Quý lại có chỉ số, quay năng cả này cha cả này phó, kéo cả này vươn bung xuất cả nhìa, vươn lại khóp bung xuất, mất dấu diên trang thảo môi trường. Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, liệu đảm bảo dầu lúng công sĩ quốc lợi quốc gia tại môi trường, cao chỉ tú con tháo hăng khai thác khoáng sản, phục vụ công sĩ chế liệm dâm Tân Thành Xía, cấp ủy chính quyền Tân Thành Xía và xác định, nay với địa tiểu công sĩ chính thì lầu trụ biển xấu, dâm vô thống trang quỷ, xía giả kêu trên các cơ quan chuyên môn dâm sách dâm quyền, thì lầu tiếp mạng tại công sĩ quốc lợi vật liệu chế liệm dâm vô xía. Các vật liệu xây dựng trên địa bàn xã. Dâm hồ giảng sang, trạm khu công nghiệp và phát triển dấu thăm nhiều tràng, thông giả mài vươm lộp hốp búng xuất. Với lại các khu công nghiệp Bình Vàng, kéo khu công nghiệp Nam Quang, Bờ Quang Quyền, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, có năm phép máy dấu công nghiệp dâm vị sinh quyền cấp kéo dâm 30 quyền, và xì lầu bộ hang tài nhầm hưu, trang lũ môi trường. Sự xuất nhà tú có cấp công ngành là xì treo phu. Chất lượng môi trường, mắt dấu mài triệt tụ, bút xuất dâm khu công nghiệp, cả dĩ tụ con tháo hang khu công nghiệp, tụ dấu trỏ quía. Với các năm phép máy, dấu can xẻng công nghệ bịa sản xuất, kéo trang môi trường, chảm đông tệ phùng. Tỏ công sĩ khai thác khoáng sản trang môi trường, xử lý cái này trang cái này phó, kéo, vươm lại khốp xuất môi trường. Nói với tiểu công tụ các năm doanh nghiệp treo phu tỏ dấu tàu. Liệu đảm bảo phun phát triển kinh tế các kiểu công trang môi trường cầu vân. Với hay lại chấm chủ tú có năm doanh nghiệp dấu ai can pháp luật đi quê tỉnh trang lũng môi trường. Kéo chủ tú có cơ quan quốc lợi quốc gia mình kiểm tra giám sát. Công tác bảo vệ môi trường thì Phòng Tài nguyên Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban huyện ra các văn bản chỉ đạo. Công trang môi trường và tú Phòng Tài nguyên Môi trường tham mưu phun Ủy ban miền bàn quyền. Qua xuất sâu tỏ tàu tại công sĩ khai thác khoáng sản, nhu lại mài khai thác lập bia lập biệt phai, nhu chỉ hàng trang quý, công trang môi trường chủ giảng hang, công sĩ mình kiểm tra giả xin lầu tụ số lống. Bia nhu thong tháo Phòng Tài nguyên Môi trường, anh liên chân tham mưu buôn ủy ban miền bàn quyền tại công sĩ quân lợi khai thác khoáng sản, công trang môi trường dâm vô bất liên quyền. Khai thác khoáng sản cũng như là công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Quang Bình. Thường xuyên tham mưu thành lập tổ kiểm tra về việc hoạt động của các xí lầu tham mưu biển kiểm tra dầu trang hang kiểm tra tại công sĩ dâm đơn vị nhơi cả sĩ tú công tháo hang công sĩ trang phu môi trường với kiểu có năm tóng khai thác lập bia dầu trang hang lập bia phai với áo dụ ai lống can pháp luận như có năm quê tình biển kiểm tra mạng vườn hát tiêu mắc cảnh dấu tú vé quản kiểm tra giả xe bữa đề nghị kiểu đơn vị khắc phục kịp thời. Chiều can chính phủ dây thông điệp, phun tình mắt tú, ham ở dấu tú nhận xin xăm, vé giả dấu vải tại môi trường. Khẳng định đã trên xe giới tiểu là gì quan sống dấu công trang môi trường, phát triển các khu công nghiệp khai thác khoáng sản.
với lại công sĩ cha hàng tại các cơ quan dây sĩ quân lời và xe chủ xấu diện tại các năm chính sách pháp luật sang môi trường tài nguyên khoáng sản công sĩ khai thác khoáng sản giả sụ cha hàng tại miền màn doanh nghiệp hợp tác xã dây nhầm hưu dấu ấy lũng căn pháp luật dây tổ lời bút sang môi trường.